Giáo bị kia, ông xã vô đi ngồi đi, anh có vé cái mình giờ lô tô cho em trúng lấy ba đứa em. Dạ về có gì tụi em mát xa bụng bung cho anh. Ừ đó. Hả? Rồi bây giờ nhanh tay đẹp cho mình luôn. Đã đâu rồi? Lấy vé đi mi. Ừ. Rồi đây nè anh chị ơi, ngồi đợi em tí xíu nha. Sẽ có những gì bán vé đó. Mình tham gia tham dự. Mình buổi trưa mình đến với công viên văn hóa Đầm Sen, mình thưởng thức chương trình ca nhạc nè. Sau đó mình cùng tham dự chương trình lô tô của các người đẹp đến từ đồng lô tô Mỹ Nhân. Ta nói trời đồng lô tô Mỹ Nhân là quý vị biết sao không? Toàn là người đẹp không quý vị? Không, mình em xấu đó, em sinh năm 1982 Hường. Dạ. Rồi nói giỡn đó Bồi Nhi ơi, phổ biến cái này trò chơi đi Bồi Nhi. Vâng, tất cả các quý vị, thì với mọi tờ lá vé lô tô mà tất cả quý vị đang cầm trên tay là sẽ có 60 con số. Và cách chơi lô tô thì vẫn y như cũ. Bộ môn lô tô là một bộ môn nghệ thuật dân gian cổ truyền nha quý vị. Nó không hề mang tính chất cờ bạc. Và nhân dịp Tết đến thì công viên văn hóa Đầm Sen đã đưa ba chúng em là người đẹp Chu Mi, Bội Nhi và Tâm Thảo sẽ về đây phục vụ qua chương trình lô tô show. Và với mỗi tờ lá vé 60 con số, khi mà quý vị dò giúp em, quý vị dò lần lượt theo hàng đơn vị, hàng chục, và chúng ta sẽ dễ dàng tìm ra những con số trên một hàng dọc. Nhưng mà để đoạt thưởng thì chúng ta phải đầy đủ 4 số hàng ngang thì chúng ta mới đoạt thưởng. Tương đương với tờ lá vé nào mà quý vị thấy con số nào lu mờ hoặc bị mất góc không gõ dấu, quý vị liên hệ về với ban tổ chức để chúng ta đổi lại tờ lá vé mới nha quý vị. Lịch đó thì ba người đẹp của chúng em sẽ phục vụ qua chương trình Lotto Show vào suốt 11 giờ trưa từ mùng 1 cho đến mùng 7 Tết. Rất mong tất cả quý vị sẽ mời người thân cũng như bạn bè đến nơi đây tham quan qua công viên du lịch văn hóa Đầm Sen, thưởng thức qua chương trình văn nghệ mùa xuân của công viên văn hóa Đầm Sen, cũng như thưởng thức qua chương trình Lotto Show đến từ đoàn Lotto Vĩnh Nhân. Số kỳ đến mấy chị là con gọi gì đây? Con gọi gì đây? Con gọi gì đây chứ má ơi, đừng gả con xa. Sao kêu chữ muốn biết nhà má đâu? Rồi đây bổn phận làm dâu. Nghe nè, con đâu có rảnh sao vậy? Bà trả lời sao biết không? Sao chị? Đừng nói câu nói đó biết mẹ đừng trả lời sao biết không? Sao chị? Đừng nói lời đi. Chứ má ơi đừng gả con xa. Chim kêu chữ muốn biết nhà má đâu? Mày qua xúc gạo nhiều lần mà tao hao. Năm 16, năm 16, năm 16. Cái gì mà ngang ngược cái trời. Bởi vì cái câu của người ta cái mốt kêu là đa số vậy má. Hôm nay tôi dặn. Trời ơi. Số gì đây mày thì ra còn có gì đây? Còn có gì đây chứ má của em biết buôn biết bán biết đồ bánh trang trang luôn bánh xèo giá cảnh tiền nghèo đốt đỡ một măng. 25, 25, 25, 25, 25. 25, 25, 25, 25, 25, 25, số gì ra? Số gì đây, con số gì đây, số gì ra, con số gì đây, số gì đây, số gì ra, con số gì đây. Cá con mang lưới, cá ươm con kể cha mẹ chấp đường con hơn. Con số từ, con số 4, con số từ. Đây con số từ, đây con số từ, đây con số từ, con số từ, số gì ra? Số gì đây, số gì đi, con số gì đây. Con lái đò chỉ kiểu mau mà em đợi. Phút xong này bò bụi mà tối tầm số gì đây, con số gì ha? Con số gì đây? Hát lộn bài em ơi. Số gì đây, số
số gì đây, số gì đây, con số gì đang, con số gì đây, đi đâu cũng thấy để bao công trình dựng xây. Năm mười bảy. Số gì đây mày, gì ra con gọi gì đây, con gọi gì đây, nhà quan quỷ có cái chùa mà bóng má nhà quỷ hết có con đường mà dễ đi. Chân hết ơi, hết đẹp làm chi để cho quan quỷ sớm đi chiều về. Hết đẹp làm gì để cho quan quyền đứng ngồi không yên. 60 quyền, con sáu mươi. Số gì ra, số gì đi, con số gì đi, số gì đây. Chế ơi chế, theo em về quê đi chế. Tập về ruộng đồng trong nước miền Tây. Sao giờ đen thu thừa mình uống nước. Vừa rồi mình đi Long An, ghé ngang ghé qua đây, quê mình miền Tây, chơi đi lô tô đã nghiền, tối dậy ngủ đi, mai mình đi Long Xuyên, 20 quyền, nguyên 20, con 20, còn 20, đây còn 20, đó còn 20, còn 20, số gì ra, số gì đây, số gì đi con, số gì đi, số gì đi con, số gì ra, gió thổi hiu hiu em nằm ở trên gác, anh thấy mát mát anh chèo mà lên thăm. Năm mươi lăm, số gì đây mày, con gọi gì đây, số gì đây mày, đi ra, thời sinh viên có cái thế là, đã hoa vang, đã cùng hoa ca, có thăm bằng xa nhà, có cố bằng nhiều cha, hát nhát bộ bài ca, 43, sống gì đang, sống gì đi, con sống gì đây, cầm dao sẽ mất muối ít mà nhiều cơ, tại em làm cơ chai lơ nó nhọc kéo, chứ em đàng hoàng ai dám mà rẻ kinh. 29, sống gì ra, số gì đi, con số gì đấy, mỗi mùa xuân sang mẹ tôi già thêm một tuổi, mỗi mùa xuân sang ngày tôi xa mẹ càng gần, dù biết như thế tóc trắng mẹ bay như gió như mây bay qua đời con, như gió như mây bay qua thời gian. Ôi mẹ của tôi 11 ôi, con 11, con 11, hai con số 1, con 11, cặp bước đó 11 ôi, con 11 là lá cờ bên sân thôi, dừng xe, tăng. Dạ, kính thưa quý vị, vừa qua đã có một anh trai đến từ Nhật Bản, vì ta mà sao dạo chê, và đọc giải vì, rồi ông xã ơi, vì ta mà sao dạo chê, anh ấy em là mình, công tử rồi vậy này, người cái dừng chân lại quán của em đổ anh bắt được em ấm thọt rồi thế nghe nè má ơi vậy vậy? Trời ơi nhìn y chang như là Hứa Tiên mà bị ba con cặp xà vô quấn vậy đấy. Rồi bây giờ em dò số cho anh trai nha, con số vừa mới kêu là con số 43. 43 có 1. 57. 57 có 2. 28. 28 có 3. 11. 11 hợp lệ. Hợp lệ, chúc mừng anh trai vòng loại đầu tiên, anh trai độc giả được 3 bà BD. Ủa vậy hả chị? Vậy thôi giờ cho anh lấy BD đi rồi mình lấy. Tự nhiên nói độc giả được 3 bà BD cái anh làm như nào? Không anh lấy cho em về đi, tiện lợi lắm. Anh nhìn kỹ thế nào đẹp cũng giống nghe nè, anh nói lấy 3 bà về ảnh lộng kiếm. Là làm gì má? Là luyện cống má. Ôi trời ơi, lộng kiến có phải, tụi nó bỏ vô kiến lộng, ai về lộng kiến là luyện cống đó. Dạ đây, xin chào phần thưởng cho anh, đó chính là những bao lì xì được tài trợ từ công viên văn hóa Đồng Sen, 2 bao luôn đó anh. Anh mở ra đi mình. Anh mở nắp luôn ra. Đẩy ra đi, rồi xin mời đi chỗ mời, đừng mở. Anh ấy chụp hình ấy, bà xã anh đang cầm điện thoại kìa. Rồi, cười tươi lên nha. 1, 2, 3, cười. Ủa ai chụp vậy trời? Không ai chụp hết anh, em nói giỡn vậy thôi. Ừ dạ. Rồi là chụp.
Kính thưa quý vị, và bây giờ vòng loại Toronto đầu tiên đã khép lại rồi. Quý vị, chúng em xin được tạm nếp vào bên trong, nghỉ giải lao tí xíu. Chúng em sẽ ra phục vụ tiếp cùng với mình đi sau đó. Chúng ta tiến vào bên trong ghế ngồi, sẽ có những tập lá vé Toronto phát miễn phí cho quý vị mình luôn nha.